Rồi, bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến với kênh Dũng Miền Tây của mình ha. Thì ở đây thì ba máy 70 luôn anh em. Máy này đang gượng đi nè anh em. Anh này anh đi anh dọ đường cho máy cắt nè. Mà cái đất này lúng quá lúng anh em ạ. Nước không anh em ạ. Quá dữ luôn. Máy này chạy sao luôn anh em. 70 blot 3 cây luôn. Rồi bẻ ngang luôn. Rồi một cây nó còn đang ở đầu trên anh em ạ. Còn hai cây này đang đi xuống. Rồi giờ nó nghiêng bên anh em ạ. Máy này kim đường lê giải cứu để mưa nó còn nó dính này nè, rồi nó dính luôn rồi, dính có chùm luôn rồi. Thank you.
nằm ở trong hậu nè anh em, nó bị dính lầy luôn, nó hơi xà quá, máy mình phóng không tới. Đất này có nước nhưng mà nó bị dẻo luôn anh em ơi. Nó chạy đâu nó chạy à. Nó bẻ đâu nó bẻ chứ nó không có đi ngay được. Lạng đâu thì cắt nó. Lúa này cắt chắc không được nhiêu bao đâu. Tại vì bị ngập nước. Rồi mai đó lại để cứu. Rồi, máy này tiếp tục cắt tiếp tục nữa anh em ạ. Đồng này thì ở đây thì đồng này là xã Ô Lâm anh em ơi. Cắt xây quần không biết đi, không có lối làng gì hết đó. Tại vì nó đi đâu nó đi. Có nước mà bùng dẻo nó nhả ra được nè, chứ không có nước là cắt không được luôn. Không có nước mà nó ruộng vô bánh là coi như nó chạy không được. Còn 2 máy 70 này nằm ở trên đây chạy lạng qua lạng lại.
Mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.